sau một thời gian thì qua bến đò Phú Định thì hôm nay thì mình đã tìm được đến cái xóm Việt Kiều định cư, ngụ cư ở Sài Gòn này. Và đây là một cái lối mòn nhỏ, chúng ta sẽ đi vào đi xuống đây để tìm hiểu về hoàn cảnh của các cô chú anh chị, của những cô bác sau một thời gian định cư ở Biển Hồ trở về thì cái cuộc sống họ ra sao. Đây là một cái hướng đi. Và bây giờ mình sẽ, đây là những cái chiếc xuồng mà các cô chú đó từ Biển Hồ trở về. Ở đây có một cái con chó. Đây cái xóm này là một cái xóm nghèo. Một cái xóm nghèo các bạn. Dạ cô ơi. Mình ở đây thì đang có gặp một cái con chó này. Bây giờ không biết có nên xuống đó được hay không. Mình cứ có một cái con chó ghê quá, nhưng mà mình cứ đi đi. Ở đây là một cái xóm nghèo cặp bên sông Sài Gòn. Chú ơi, con có lại xuống dưới được không chú? Dạ con chào chú. Con đi cái cầu này được không chú? Đây nè, ở đây thì một cái xóm nghèo, ở đây thì rất là nhiều. Cô chú anh chị thấy nè. Ok, cầu này đi bấp bênh quá ha chú ha. Dạ con chào chú. Đi xuống đường này hả chú hả? Dạ con chào chú. Dạ được rồi chú. Dạ chú sống ở đây lâu chưa? Lâu rồi. Dạ chú, con qua bên đó. Đây là cái ghe của mình hả chú hả? Dạ. Ghe của mình. Chú ở Biển Hồ về. Dạ. Dạ chú có thể cho con đi vô nhà chú. Được. Dạ chú đi đi, con đi đi ha. Ồ, mình sống ở mình Biển Hồ, mình về đây được bao nhiêu năm rồi ha chú ha? Mười mấy năm rồi. Vậy hả? Rồi mình chú ở miền Tây. Dạ. Chú ở miền Tây lên đây. Trước. Dạ, trước đây là chú ở tỉnh nào? Trước đây thì Tri Tôn. Dạ. An Giang. An Giang. Dạ. Tri Tôn An Giang. Rồi mình qua Campuchia, mình sống ở trên Biển Hồ trên kia. Không được rồi mới về. Dạ. Ô con thấy đồ ở đây lũ khủ hết nè. Mình sống không được rồi, mình về rồi, mình về lâu chưa chú? Về đây cũng mười mấy năm rồi. Về rồi xong rồi trả về mình về đây. Dạ. Con nghe nói là cái xóm của mình là không có giấy tờ, có bây giờ có chưa chú? Dạ, làm giấy rồi. Làm giấy rồi hả? Chú hàng ngày chú sống ở đây chú làm gì? Lượm ve chai vậy thôi. Chú lượm ve chai hả? Dạ. Đây là ngôi nhà của chú đây hả? Dạ. Ê, cái chiếc xuồng đó bị hư. Hư, chìm lên chìm xuống. Các cô chú anh chị thấy không? Đây nè, đây là một cái xóm nghèo. Sau một thời gian Biển Hồ sống rất là khó khăn. Vì sao nó lại trên Biển Hồ nó khó khăn, đánh bắt nó khó khăn, hay là về cái gì mà nó gây cuộc sống cho mình khó khăn chú? Tại ở trển rồi mình không biết tiếng Campuchia. Dạ. Rồi thôi nói chuyện cũng khó khăn. Dạ. Thôi vậy này ở. Lên đó mình chỉ đánh bắt cá thôi. Dạ. Ê, chú về đây. Chú sống với ai? Sống với hai chồng à. Cái con đường nó bấp bênh. Chú sống hai vợ chồng hả? Dạ với. Ồ, ở dưới này là chú làm bằng mốt hay dạ? Mốt. Bằng cái thùng phi của mình đó phải không? Ba thùng mướp hư. Đây nè các bạn, cô chú đó. Anh chị thấy nè, đây là những cái thùng mót hư, rồi chú phải kê lại, gàn lại để cho nó nổi lên. Đây là chú hàng ngày là chú lượm ve chai ở trên sông hả? Dạ. Lượm vậy thì ngày được bao nhiêu tiền chú? Ngày mấy chục ngàn. Ngày mấy chục ngàn. Cuộc sống như thế này có đủ chi trả không chú? Đủ thì không đủ. Hai bữa nay nó lên máu hoài không dám đi. Mình bước qua đó được không? Được hả? Đây là chú tên gì hả chú hả? Bền. Chú Bền hả? Hôm trước con thấy con Phong lại quay về gia đình mình, cái hoàn cảnh là đây là cái những cái miếng mót chú kê lại. Dạ con chào cô. Chào chú.
À. Đúng rồi, ai gì mà xuống đây né nhà báo hay gì nữa rồi. Dạ không, con quay cái cuộc sống mình để cho Mạnh Thường Quân người ta có biết để mà giúp đỡ. Dạ chứ không có để mà quay lên để mà chính quyền họ họ la mình đâu. Nha, bữa đó có cái chú đó xuống mà cũng hỏi này nọ với cái rồi đầu một hai ngày sau đưa lên rồi mấy chính quyền người ta tới người ta nói là người ta không cho ở, người ta đuổi đi. Dạ không có đâu. Bây giờ thôi sợ nhà báo chú đăng lên nữa rồi tôi đuổi đi rồi tôi không có chỗ nơi chú ơi. Dạ không có đâu cô ơi. Cái đó chú thông cảm đi nha, chứ không phải nói thiệt cũng phải mà. Dạ. Tại vì bữa đó là có cái ông nó cũng già rồi. À, cũng hai chồng xuống đây nè cũng hỏi ở đâu về vậy đó. Cô mấy đứa con? À bốn đứa. Bốn đứa con, cô ở An Giang luôn. Ở An Giang. Rồi cô sinh sống ở trên đây cũng mười mấy năm hả cô hả? Dạ, mấy năm. Hàng ngày cô làm cái việc gì? À, lúc đó thì cũng đi làm, bây giờ bệnh rồi đâu có làm được, ở nhà coi mấy đứa này với giùm cho nó. Cô với chú là cô với chú bên này là sao? Vợ chồng ha. Là mình có được mình lót bằng những cái thùng mót này để mình kê lên cho nó nổi lên. Ừ. Hàng ngày là cô nè, vợ với ghe đó rồi nó chìm đó chú thấy đó. Đó, rồi giờ phải vớt mót về để lên đây rồi cho nó mình cắt lên ấy như vậy nè. À chiếc ghe này là lúc trước là mình ở dưới này. Rồi sao nè? Ở dưới ghe đó chú, rồi giờ vớt mót về ấy lên đây nè, lên đây ở kết lại như cái bè vậy đó. Dạ mốt này mình kết lại nước ở đây nó ô nhiễm nó hôi quá mình quen hay sao vậy hả? Trời ơi trời, chịu không nổi đâu chú ơi, giống như là nó lớn thì đỡ nó thối quá thì mình cũng tránh chỗ này chỗ kia vậy thôi. Vậy hả? Đâu có chịu nổi đâu, nhiều khi á hả chịu không nổi. Cô ạ. Dạ cô bao năm nay? 50 mấy tuổi rồi, 52 tuổi rồi. Vậy là cô lên đây lúc là cô bao nhiêu tuổi? Ai biết. Thiệt tôi không có nhớ. Ở đây thì mình không điện rồi sao chị? Cô? Ở đây thì lúc đó là cũng không có xài. Dạ. Mà giờ thì nước dưới này ô nhiễm quá với người ta thấy mấy đứa trẻ này nó bệnh á. Dạ. Rồi người ta mới cho công nhờ ở trên nhà xuống. À cho điện công nhờ trên nhà. Còn nước? Nước cũng cho công nhờ luôn. Vậy hả? Rồi thì cũng mới đây thôi, cũng gần đây thôi. Thấy nước này hôi quá rồi mình không mướn nhà trọ. Chớ chú biết mướn nhà trọ một tháng thì cũng ra cũng từ 2 triệu rồi. Một tháng triệu mấy, tiền nước điện nước nó cũng 2 triệu. Bé này mấy tháng rồi cô? Bé này nó bị bệnh bú cổ nè chú. Dạ. Rồi nó cũng được 9 tháng, 8 tháng mấy, 9 tháng. Là dòng ở đây là các hộ của mình là sống ở trên đây là toàn An Giang hết. Dạ. Rồi người quen không hả cô hả? Dạ người quen. Lúc trước là mình sống ở trên biển hồ là chung một nơi. Rồi mình về đây mình cũng cùng định cư chung một nơi. Xuống đây cũng mười mấy năm. Xuống mười mấy năm rồi. Ôi sao lại cô về đây mà cô con cũng có thấy một số người cô chú anh chị khác ở biển hồ trả về Vĩnh Hưng Long An. Sao mình không về ở miền Tây sống nó thoải mái hơn? Ai biết bị tệ gì xuống đây từ đó giờ ở đây thì biết ở đây thôi. Dạ. Chứ không có đi đây gì đó không hiểu. Dạ. Đây là nước của mình xài đây. Một mỗi ngày mình lao động là được khoảng bao nhiêu tiền cô? Trời ơi, nói chung là ở đây không có lao động. Tại vì á ổng đi giấc ngủ. Giấc chay với xong á. Dạ. Rồi giờ ổng bệnh rồi ổng lên máu hoài không có đi ngày nghỉ. Dạ. Nếu nhiều khi ổng không bệnh thì ổng đi thì vớt vài bữa thì cũng được 50-60 ngàn. À. Ơi vài bữa 50-60 ngàn. Ừ. Cô là bốn người con. Bốn người. Chú chào con. Dạ bé. Chú chào con nè. Con ơi, cô mình như thế này mình có nguy hiểm cho bé lắm không? Có chứ, cũng giữ nó hoài chú ơi, sợ té xong nó cũng té hoài à. Té hả? Ừ. Té rồi mình hay mình chụp nó lên này nọ vậy. Ơi, đầu năm từ em bốn mấy tuổi rồi? À, ba tuổi mấy, bốn tuổi rồi. Té mấy lần rồi? Trời, một mà nó té 3-4 lần vậy, té ở đây rồi té bên bển, té mình lum hết. Nó chuyện là té hả? Thắm. Trời ơi, nguy hiểm quá cô ha. Biết nói chuyện gành chưa cô? Rồi, chào con. Chào chú đi con. Ôi, những cái vận đời lên đên người ta gọi đây là cái xóm xóm nghèo. Đó các bạn thấy tại đây là những cái cô chú anh chị thấy đây là những cái rác thải của cái con sông. Và chú thì phải đi hốt cái lượm gốc rác thải trôi sông cô ha. Dạ, đi giấc ngủ chú con trai. Dạ. Dạ. Ôi, đây nè. Đó. Ơi chào con. Chào chú đi con.
Ở đây là cô với chú là có hai cái căn, hai cái bè này. Cái bè này á là bè đó là của ba mẹ thằng bé đi làm. Ba mẹ đi làm rồi. Gửi lại đây mình coi coi giùm. Giờ gửi lại lại đây mình coi giùm. Chiều mới về. Ê ơi con ơi. Cô chú anh chị thấy rất là đáng thương. Sống rất là, nói chung đối với bé thì cái tuổi này không biết lội thì rất là nguy hiểm ha cô ha. Con nhỏ đó thì mẹ nó bỏ rồi, bỏ đâu rồi nhỏ rồi. Dạ. Mình 7 hộ dân là tổng cộng bao nhiêu người con? 30-40 người rồi chú ơi. Vậy hả? Thì con của cô lại bị hạch hả? Cháu bú cổ á. Bú cổ hả? Ba mẹ nó đi làm. À cháu của cô. Lo bú thuốc cho nó hàng ngày, mượn viên 100 mấy ngàn uống hoài hàng ngày vậy đó. Rồi tới cho nó gom gom lại là cho nó lớn lớn người ta mới hưu thực. Giờ nó bị bú rồi mày. Rồi bị lâu chưa cô? Trong bụng mẹ nữa. Trong bụng mẹ luôn hả? Lúc bây giờ ba cháu mấy tháng rồi? À, 9 tháng. 9 tháng hả? Mà uống hoài vậy đó. Dạ dạ. Uống lúc với vài tuần thì đi lên chỉnh chích lần chút. Chích. Dạ. Vài tuần đi chích lần, uống một viên thuốc là 100 mấy hả cô hả? Uống viên thuốc 100 mấy ngàn mà ngày nào cũng uống, coi như là một vài tuần thì lên chích chân chỗ này nè. Ai ơi. Chích chân chỗ đó là cho nó teo lại đặng mà để nữa người ta có phẫu thuật được, nó lớn thằng phẫu thuật được người ta làm. Tổng cộng là 7 hộ mình sinh em bé ra thì bên đây là bé bên đó là bị bệnh về đường khí quản, còn cháu bị bú. Là em ở đây 30 mấy người vậy thì cháu bé là khoảng bao nhiêu cô hả? Cháu bé mấy đứa hả? Coi cũng 4-5 đứa gì à. Nhưng mà bị bệnh rồi hai cháu, có thể do ảnh hưởng cái nguồn nước không cô ha? Bây giờ nói chú là ở đây lớn cũng bị bệnh luôn, bị hết. Vậy hả? Ừ. Chứ không phải mà em bé không. Đây các cô chú anh chị thấy những cô chú anh chị từ biển hồ Campuchia trở về thì họ sống ở đây hơn 10 mấy năm, và dưới cặp mé sông này thì chúng ta thấy đầy rẫy là gác thải và nước sông thì cực kỳ ô nhiễm, kinh nước đã thành một màu đen, và đặc biệt là cái phương tiện, đặc biệt là di chuyển để mà từ trên cái đất liền, từ trên cái gạch, từ trên cái phần đất ở trên kia để xuống đây thì bằng những cái cây cầu rất là tạm bợ và chấp giá như thế này. Vậy thì việc di chuyển của các cô của các cụ cũng như là các bé thì cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt là ở đây có những cái bé nhỏ nè, những cái bé này thì phải di chuyển trên những cái miếng ván bắp bên. Và đôi khi thì theo cô chia sẻ lúc nãy thì mình đã nói là lại bị té mấy lần, từ mới có 4 tuổi mà lại té được mấy lần. May mắn là mình vớt được, mình gặp mình vớt được. Thôi cô cố gắng giữ cho bé này nha, để thôi bé nó năng động quá rồi nó bị rồi mình không hay mình xô sức. Dạ đúng rồi. Dạ rồi, con cảm ơn cô. Hôm nào thì con sẽ quay trở lại đây thêm một lần nữa ha cô chú ha. Tại con đi gấp quá. Dạ con về.